rẻ. Cả đồng với con cò mua một cây. Nó dây thì anh sập cái này xuống rồi. Sập cũng vẫn vèo giá cao lắm. Vì xô nha, bây giờ đang 54 triệu. Bao nhiêu? 54 triệu tất. 7 triệu rồi, 7 triệu dây này à? Ừ, thì bé. 5 triệu đây. Phút mốt bóng hơn này. Mà to hơn. Thế thì đi mua hay bảo gì đâu. Nó vừa vừa đúng không? Bây giờ làm biết cái này chỉ nhập ra được ít đầu thôi, còn nó không ốc này chỉ ra cái bây giờ trông nó già. Một cây không bé đâu, bán trăm nữa nhưng bây giờ chưa có tiền. Ôi, trời, trời. Đây thích mua hàng rẻ hơn, có lại 3 triệu mấy. Em không cầm cái tớ trên đây. Thôi đi đi rồi tao cầm xong. Mà bà này bà đang... 3 triệu mấy giây. Riêng bé nha, cái này không nói thác, lên xuống chỉ mấy trăm nghìn thôi. Bà này bà đang ăn cỗ. Chỗ này là 1 cân 2 là tôi bán 1 cân 1 đã 53 triệu cho thằng Hải tốt rồi. Mà mẻ này còn đẹp hơn mẻ đấy. Mà mẻ này tôi nhặt được thêm một lên. Mà tôi lấy lên 500 nghìn là 15, 3 triệu 500 là giá ốc đó. 4 triệu tư thôi, không lấy được thương. Riêng cái lô này là quá.